Cù Lao Bình Thủy thuộc huyện Châu Phú, tỉnh An Giang được nuôi dưỡng bởi dòng sông Hậu hiền hòa. Chính sự trù phú của thiên nhiên đã mang lại cho vùng đất này một diện mạo đầy màu sắc. Thay vì canh tác lúa nước như những vùng đất khác, người dân nơi đây chủ yếu trồng hoa màu, những cây trồng lớn nhanh như thổi dưới bàn tay chăm sóc của người nông dân cần cù. Cũng tại nơi đây, có một người nông dân vô cùng đặc biệt. Ông đã sáng chế ra hàng chục loại máy nông nghiệp khác nhau. Bà con nông dân tại nơi đây thường gọi ông bằng một cái tên thân mật, đó là ông Tám Thơ Kỹ Sư Vườn. Trường lớp mà làm được là một cái là hay đó. Mà không biết ông Dũng này ông học nữa, ông làm tới cái gì đấy quá. Từ thành công của chiếc máy gieo vừng, ông bắt đầu bước chân vào con đường sáng chế máy nông nghiệp. Trong vòng vài năm, ông đã cho ra đời hàng chục loại máy khác nhau như máy gặt đậu bắp, xe phun thuốc bảo vệ thực vật, máy xạ phân. Từng mùa vụ và từng giai đoạn, người dân theo đó sử dụng các loại máy khác nhau của ông Tám Thơ. Nhưng chiếc máy được mọi người nhắc đến nhiều nhất, đó chính là máy tạo luống đánh rảnh. Chiếc máy của ông đã được giải khuyến khích trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh An Giang vào năm 2010. Mỗi loại máy ông chế tạo ra, ông đều dành một chiếc cho các nông dân tổ hợp tác. Những người có hoàn cảnh khó khăn, không có đất sản xuất, có thể dùng chiếc máy đi canh tác thuê. Nhờ vào đó, nhiều gia đình khó khăn đã có kế sinh nhai, có thu nhập ổn định cuộc sống. Tiện như là bây giờ đó là mưa gió thì cũng vẫn làm được hết trơn đó, chứ như hồi trước đó, thì bắt đầu có mưa thì bắt clip làm không có được đó. Còn giờ mưa đó thấy không, mưa ướt vậy đó, rồi con máy đó sửa vẫn ủi, anh em ở đây là phả là sao
bắt đầu bà bỏ hạt xuống à, là rồi, chứ không có gì chứ. Rồi ví dụ mình ủi nó không có đẹp thì mướn anh em ta ủi, thì cũng cũng mang ơn ảnh đó, ông chỉ mua đó, mua máy ông cũng chỉ biểu là ví dụ giờ là sắm gắt điện, cũng mua đồ hô tùng của ổng cũng hai ba món đó, máy ổng bỏ bánh ra rồi tôi cũng mua đó. Dạ chú ơi, con thấy ở đây có một chiếc máy mà người nông dân vừa mới chạy ở cái thửa đất này xong mà không biết chiếc máy này là máy gì hả chú? Cái này là cái máy xới tay hai bánh. Thì nó phục vụ cho công việc là làm đất và lên luống cho cây màu hoặc cho cây lúa cũng được. Bà con ở đây nôm na gọi cái máy này là 3 trong 1, tại vì nó có 3 cái tác dụng trên một cái máy. Nó có thể là xới đất rồi làm mặt bằng cho đất ruộng, ngoài ra cái còn làm thêm được cái lên luống và làm cái đường thoát nước cho cây màu. Thì ở địa phương do cái chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng nên chiếc máy này nó đã ra đời, mà nó có một cái thiết bị để lên luống, nó hoạt động là rất hiệu quả và nó giảm được nhiều chi phí nhân công ở trong cái khâu sản xuất cây màu trên nền đất lúa. Và chú ơi, không biết là có câu chuyện nào hoặc là chú có những cái tiêu chí nào để chế tạo ra những chiếc máy đa năng như thế này ạ? Thì qua các cái cuộc triển lãm và hội chợ quốc tế ở câu lạc bộ, bản thân chú cũng có đưa nhiều cái giải pháp để đi tham dự. Thì qua quá trình để tiếp xúc với những người tham quan thì thứ nhất là của nông dân. Thì trong đó nó có trưng bày nhiều cái gian hàng, ví dụ như là những cái đồ thủ công mỹ nghệ. Khi một cái thương gia họ đến tiếp cận, họ sẵn sàng là họ bỏ tiền ra mua. Dầu đó là những cái khúc gỗ họ có trạm trổ chút đỉnh thôi, nhưng mà giá 40-50 triệu thì họ sẵn sàng bỏ tiền ra mua liền. Còn gặp một số nông dân mình thì thật sự bản thân mình cũng thấy hơi thẹn thùng là khi nông dân lợi, khi gặp các giải pháp của nước ngoài có, rồi của chính của những người nông dân ở trong nước sản xuất có, nhưng mà giá thành so với túi tiền của người nông dân thì họ rất e dè vì cái giá đó nó không phù hợp với người nông dân. Vì thú thật mà nói là nông dân mình quá nghèo nên tiếp cận những cái thiết bị đó thì gặp rất nhiều khó khăn. Cộng nữa là nó cồng kềnh, nó không phù hợp với tình hình thổ nhưỡng do cái điều kiện đất đai của mình còn nhỏ lẻ. Thì trong qua các cái lần tham gia hội chợ và tiếp xúc với những người tiêu dùng như vậy thì mình mới rút ra được những cái bài học kinh nghiệm rằng mà sẽ tạo tác ra những cái thiết bị máy móc làm sao cho nó nhỏ gọn, bền vững, nó phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của địa phương, rồi giá thành lại thấp để cho nhằm giúp cho cái người nông dân không có cái kinh tế nó thấp để họ có những cái sản phẩm để họ tiêu dùng trong cái khâu canh tác nông nghiệp của họ. Nhiều công ty và đơn vị biết đến ông nên ông cũng thường nhận được các đơn đặt hàng để sáng chế nhiều loại máy khác nhau. Hiện ông Tám Thơ không chỉ sáng chế máy nông nghiệp mà còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực máy móc khác. Ông đã sáng chế ra máy hút rác cung cấp cho một khu công nghiệp ở tỉnh Bến Tre, rồi máy thu gom và xử lý rác ứng dụng năng lượng mặt trời cung cấp cho công viên Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra còn máy quét rác theo đặt hàng của tỉnh Nam Định. Mỗi chiếc máy mới ông sáng tạo ra luôn thu hút sự quan tâm của người dân địa phương. Thì ở đây cháu thấy là chú đang sửa chữa một chiếc máy, là không biết máy này là máy gì ạ? Thì đây là một cái sản phẩm mà chú vừa mới nghiên cứu xong, đang làm ở giai đoạn là khoảng 60-70%. Đây là một cái máy quét rác mini để ứng dụng trong trường học và các cái công trình công cộng nhỏ. Nó có công suất nó cũng nhỏ, một giờ có thể nó quét được khoảng 1.000 m2 để thay thế cho sức lao động.
Chú ơi, cháu không biết là với những chiếc máy như thế này là do chú tự nghĩ ra hay là có ai gợi ý cho chú ạ? Lúc trước là chú làm những cái máy để phục vụ cho nông nghiệp. Còn bây giờ mình cũng thấy ở đời sống xã hội văn hóa, thứ nhất là bên ngành giáo dục thì trường lớp nó khang trang, sân trường cũng rộng. Còn cái phần mà thuê lao động để mà làm vệ sinh cho sân trường á thì bây giờ nó cũng gặp khó khăn, chi phí nó cũng cao. Nên là có một anh hiệu trưởng của trường cấp 1 Bình Mỹ gợi ý là có thể làm được cái máy này không. Thì tôi thống nhất bằng ý đang thiết kế để làm cho họ cái máy này. Cháu biết chú vốn là xuất thân là một nông dân và mình không có kinh nghiệm hay là mình chưa từng trải qua trường lớp nào về kỹ thuật hay là cơ khí, thì làm sao chú có thể sáng tạo ra những chiếc máy như thế này ạ? Tôi là nông dân thì chưa có lần nào qua một cái lớp đào tạo nào về cơ khí, nên là mình làm cái gì thì nghĩ trong đầu, vẽ sơ ra ngoài thì bắt đầu thực hiện. Thì nói chung do cái tính đam mê, rồi từng ngày mình làm thì nó mỗi ngày là nó có phần nó tiến bộ hơn, mình ý mình nghĩ ra nó cũng chín chắn hơn, nên nó cũng giảm bớt cái phần thất thoát do mình lắp không đúng vị trí này ra đó. Thì càng ngày thì nó được là khắc phục cái điều đó. Dạ, con xin cảm ơn những chia sẻ của chú ạ. Một cánh én vốn không thể làm nên mùa xuân. Để lan tỏa niềm đam mê sáng tạo của mình, ông Tám Thơ cùng một số nông dân khác thành lập nên Hội Nông dân Sáng tạo Nông Phú. Từ những nông dân chân lắm tay bùn, họ chia sẻ với nhau những mong muốn cũng như các ý tưởng về thiết kế sáng tạo máy nông cụ. Mọi người thường gọi đùa đây là câu lạc bộ nông dân thời 4.0. Bởi là nông dân, họ thấu hiểu giá trị của sức lao động và sự cần thiết của việc chuyển đổi từ lao động thủ công sang cơ giới hóa. Chính niềm đam mê của ông Tám Thơ đã góp phần hình thành mô hình câu lạc bộ nông dân sáng tạo đầu tiên của An Giang cũng như trên cả nước. Thì đây thì thường thường thì nông có cái hội nông dân thì thường thường là hợp hội nhau thì mình tìm ra những cái phương hướng để nó cho nó ở đây thì thuộc về đất phục vụ nông nghiệp không à. Nếu mà tìm ra cái phương hướng gì làm cho cái nông nghiệp mình nó phù hợp, ví dụ là chế ra cái máy đánh rảnh hoặc là về bên môi trường thì mình chế về cái máy hút rác, đặng như bỏ bớt cái công việc mà của người dân sức cái công sức ra lao động rồi đó. Hơn 10 năm trong nghề sáng chế, gia tài của ông là hàng chục loại máy khác nhau. Những bằng khen chứng nhận từ địa phương cho đến cấp trung ương được ông tự hào treo trong nhà như nhắc nhớ cho mình không được ngưng cố gắng. Trong số đó, ông Tám Thơ đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng hội và phong trào nông dân giai đoạn 2010-2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ông cũng là một trong 17 cá nhân tiêu biểu của cả nước được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vinh danh tại lễ tôn vinh hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu và nông dân có sáng chế sáng kiến năm 2016. Gần đây nhất, ông được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018. Có một điều khá đặc biệt, đó là ông chưa bao giờ đăng ký bản quyền thương hiệu cho những sản phẩm của mình. Ai cần đặt hàng thì ông sẽ lắp ráp. Ai hỏi, ông cũng tận tình hướng dẫn chế tạo và cách sử dụng máy móc. Bởi ông Tám Thơ luôn tâm niệm, sản phẩm ông làm ra cho người nông dân thì ai cũng có quyền sử dụng nếu cần. Về vùng Cù Lao Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, cứ nhắc đến ông Tám Thơ là mọi người sẽ nhớ đến ngay một lão nông có tay nghề sáng chế rất cừ khôi, mà lại còn rất chất phác, nghĩa tình.